điều mong muốn lớn nhất của tôi là nâng cao, nâng con người lên. Tôi hay nói đùa với chính mình, tôi là người dành cả tuổi thanh xuân để đi nâng người khác lên. Nâng người khác lên là hiểu là gì? Trang bị kiến thức cho họ, trang bị kỹ năng cho họ, trao đổi thông tin với họ, tôn trọng họ, nâng họ lên để họ cảm thấy họ được tôn trọng, cảm thấy họ là con người, họ quý giá và họ xứng đáng được sống cuộc sống tốt đẹp. Tôi muốn thay đổi Việt Nam theo hướng làm sao để cho con người được tôn trọng hơn, con người đối xử với nhau với tình yêu, thương yêu nhau nhiều hơn, thương nhau hơn, yêu nhau hơn, tin tưởng nhau hơn. Nhiều khi chỉ cần như thế thôi đã là dấu hiệu đầu tiên của phát triển. Muốn phát triển kinh tế, người ta muốn phát triển đất nước nói chung, chúng ta phải phát triển nhiều thứ không chỉ riêng kinh tế, mà ngay cả muốn phát triển kinh tế, chúng ta cũng đừng quên là phải phát triển một thứ rất quan trọng, đó là niềm tin với nhau, đúng không? Khi không có niềm tin, người ta khó làm việc với nhau lắm. Khi không có niềm tin, người ta khó làm ăn, khó hợp tác, khó sản xuất. Dân không tin nhà nước không tin dân, dân không tin nhau, chúng ta khó làm ăn lớn với nhau, không làm được gì. Và như vậy thì chúng ta buộc lòng phải làm truyền thông, phát triển truyền thông, giáo dục, xuất bản. Cho nên những việc tôi làm thì nó rất là nhiều, nhưng tỉ mỉ nó tẩn bẩn và nhiều việc lại không thể nói ra được, thì nó rất là nhỏ, nó nhỏ. Thế nhưng mà tự chung lại tất cả nó chỉ có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là tôi luôn luôn mong muốn nâng người ta lên, nâng người đọc lên, mang lại kiến thức cho người ta, mang lại kiến thức cho họ, cho người đọc, mang lại cho họ hiểu biết, cho họ hiểu được rằng cái tinh thần sống như này mới là dân số dân chủ này, cái này gọi là văn hóa dân chủ, cái này gọi là tinh thần cao thượng, đàng hoàng, trách nhiệm. Đấy. Tất cả những cái đó tôi nghĩ là có thể truyền đạt được cho người đọc thông qua sách, báo, nhất là sách, sách dưới mọi hình thức, sách nói, sách truyền hình, sách tiếng, sách viết, sách in. Tôi đã để ý một đặc điểm của phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam, đó là các nhà hoạt động cứ tham gia hoạt động một thời gian bị bắt đi tù, và sau đó cộng đồng dư luận trong nước cũng như là cộng đồng người Việt ở hải ngoại lên tiếng kêu gọi trả tự do cho người đó, free x free y free z vân vân. Một thời gian thì họ được trả tự do, họ đi nước ngoài và thế là hết, khép lại một người của nhà hoạt động. Thì tôi thấy cái việc mà đi hoạt động mạnh mẽ dân thân, sau đấy đi tù một thời gian rồi đi nước ngoài và chấm dứt, tôi thấy nó cái gì đó nó hơi phí phạm, cảm thấy như là cái vòng đời hoạt động của một nhà hoạt động nó ngắn quá và nó không đủ để mặc dù nó có ý nghĩa nhưng nó không đủ để tạo ra một sự thay đổi nào cả. Và càng ngày tôi càng nhận ra một điều, một cái sự thực tế khá là cay đắng trong cái chuyện đó. Tôi nhận ra rằng là chính quyền cộng sản Việt Nam lợi dụng được đó. Thay vì tiến hành những cải cách lớn, những cải cách về tính chất như cải cách pháp lý, hoặc những cải cách mang tính toàn diện và cách mạng như là cải cách thể chế, thay vì chấp nhận cải cách thể chế hoặc sửa đổi pháp lý, thay đổi luật này, sửa đổi luật kia, tăng cường quyền tự do cho người dân v.v. Thay vì làm những điều đó thì họ chỉ đơn giản là bắt rồi thả một người, bắt một cá nhân nhà hoạt động ở đấy rồi thả. Thế là được tiếng tôn trọng nhân quyền, tôn trọng những cam kết quốc tế. Nghĩa là bằng cái việc bắt rồi thả người một cách có tính toán gọi như vậy, thì họ nghiễm nhiên là lờ tịt đi những cái cải cách lớn, những cái vấn đề thực sự là sinh tử, là mấu chốt và sống còn của đất nước. Đúng hơn là mấu chốt cho sự phát triển của đất nước. Tôi thấy chính quyền Việt Nam lợi dụng điều đó, thì không bị làm sao cả, thả thì được tiếng là tôn trọng nhân quyền và tôn trọng các cam kết quốc tế, và lại cũng lời được những cái đòi hỏi cải cách kia. Vậy có lợi như vậy thì tại sao không bắt, tại sao không tiếp tục cái việc là cứ bắt rồi người ta kêu gọi thả thì lại thả, đổi lấy một số cái điều ước quốc tế, một số cái hiệp định thương mại, một số thỏa thuận, một số hợp đồng bán vũ khí ở đấy, mua bán vũ khí ở nước ngoài, tất cả những cái đó. Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị Cộng sản Việt Nam bắt vào ngày 7 tháng 10 2020. Trong những ngày này thì trên Facebook tràn ngập
những tin tức, những bài viết nói về nhà báo Phạm Đoan Trang. Nghe được gần quý vị bài, một bài viết của nhà báo Phạm Đoan Trang, cô viết trước khi là cô bị đi tù. Thì nội dung như sau, thưa quý vị: gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi, không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu, ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến. Và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta định trước, thì ta nên đi tù. Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này. Cũng hoàn thành thì rất rất cần sự tiếp sức của các bạn. Tôi trông cậy vào các bạn xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau nếu tôi có phải vào tù. Trân trọng cảm ơn tất cả. Thứ nhất là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù nếu có với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần cũng vì lý do đó. Tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai luật này. Thứ hai là quảng bá các cuốn sách của tôi viết. Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hay gặp bất kỳ một điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn. Dưới bất cứ hình thức gì, dù là bản in hay là bản điện tử hay sách nói, tôi viết nhiều sách, nhưng đây là những cuốn tôi mong muốn phổ biến nhất. A. Chính trị bình dân. B. Cẩm nang đi tù. C. Phản kháng phi bạo lực. D. Politics of Police State, tiếng Anh. E. Chúng ta làm báo. F. Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử. Điều thứ ba, đó là biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả, trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi, ký được một hiệp định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh tôn trọng nhân quyền, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do và phớt lờ tất cả các cải cách thể chế. Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Bản án càng dài thì xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta. Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho Trang. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới, trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do công bằng, vân vân. Tóm tắt mục 1, 2 và 3. Nếu tôi bị bắt, tôi mong muốn các bạn làm truyền thông theo hướng là vận động mỗi người. Nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần phải hô hào tự do cho Trang, mà chỉ cần truyền bá cái thông điệp sau: tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang, hoặc tôi ủng hộ Đoan Trang nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang, hoặc yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam, hoặc ủng hộ ứng viên độc lập vào quốc hội. Vài điểm xin các bạn lưu ý thêm. 1. Xin chăm sóc mẹ tôi giùm. Đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu của tôi rất nhiều. Xin bảo vệ họ. Thứ hai, tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy đều là bịa đặt, lừa dối. 3. Nhưng tôi nhận hành vi. Tôi luôn khẳng định tôi là tác giả các cuốn Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, cũng như tất cả các sách và báo khác mà tôi từng viết và để tên thật. Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội. 4. Nếu có thể, xin vận động để tôi được nhận cái cây đàn guitar của tôi. Đối với tôi,
đàn guitar quan trọng kinh thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo. 5. Tôi không quan tâm đến số năm tù theo bản án, do đó tôi không cần luật sư bào chữa để giảm án, một điều hẳn là ngoài khả năng của các luật sư trong tình hình hiện nay ở Việt Nam. Thay vì thế, tôi mong các luật sư có thể làm một cái kênh truyền tải thông tin giữa tôi và mọi người bên ngoài. 6. Không ưu tiên tôi hơn các tù nhân lương tâm khác. 7. Nếu có vận động để trả tự do cho tôi, thì xin các bạn bắt đầu từ khoảng năm thứ 3 hoặc năm thứ 4 tính từ thời điểm bị bắt. Và xin hết sức lưu ý, gắn mọi chiến dịch vận động với việc thực hiện các mục đích tôi đã nêu trên. Kịch bản lý tưởng là tôi được trả tự do mà vẫn ở Việt Nam, không bị tống xuất ra nước ngoài, và những mục đích tôi đề ra đều được hoàn thành. Tôi không cần tự do cho riêng mình, nếu như vậy thì quá dễ. Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều, đó là tự do dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi nếu có sự góp phần của tất cả các bạn. Kính thưa quý vị, đó là bài viết của Phạm Đông Trang, dự định nếu mình phải đi tù thì mong những người ở ngoài thực hiện những điều trên. Vâng, kính thưa quý vị, Đoan Trang trong mắt của mọi người như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một giáo viên, một giáo sư đã dạy đại học cho Đoan Trang, đã có bài viết là Đoan Trang trong mắt tôi, có nội dung như sau thưa quý vị. Ngày trước mẹ tôi thường bảo, nghề giáo không làm cho ta giàu có, nhưng cho ta có cơ hội biết được rất nhiều người và có vị thế bình đẳng với mọi người trong xã hội. Đúng vậy, nhờ nghề này tôi có thể có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người quyền thế và cũng làm quen với nhiều người, nhất là người trẻ. Một trong những người đó là Phạm Thị Đoan Trang, người liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian gần đây. Dù Trang luôn giới thiệu với mọi người, tôi là giáo viên của em, nhưng tôi thật không dám nhận vinh dự này. Đúng, đúng là Trang là sinh viên Đại học Ngoại thương K35, và đúng là tôi có dạy lớp em, nhưng chỉ dạy có một môn trong một học kỳ ở trong lớp sắp xỉ 100 sinh viên. Em lại không thể hiện gì, nên ấn tượng của tôi với em cực kỳ mờ nhạt. Ngoại thương là một môi trường tập trung nhiều trai xinh gái đẹp, hoạt ngôn. Hồi ấy, Trang chỉ là một cô gái ít nói, không xinh đẹp, lại không ăn diện. Thành tích học tập thì cũng chỉ ở mức khá. Ngược lại, những kiến thức tôi dạy lúc ấy cũng chẳng có được là bao nhiêu giá trị cho công việc của em khi ra trường. Sau này tôi mới biết, thời gian ấy em đã làm thêm nhiều công việc bên ngoài, tham gia viết báo, phiên dịch, nên không có nhiều thời gian cho việc học hành. Chính nhờ thành tích ấy, ngay sau khi tốt nghiệp, em đã được VN Express, tờ báo mạng nổi tiếng nhất Việt Nam lúc ấy, tuyển dụng. Và em từng làm cây bút, từng giúp đỡ tờ báo này duy trì vị thế hàng đầu trong một thời gian. Và sau đó là trang về Vietnamnet. Tôi cũng từng đọc nhiều bài viết rất sắc sảo và nhiệt huyết của em trên các trang báo của Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Thành phố Hồ Chí Minh, và rất khâm phục, tự hào vì cựu sinh viên của trường đã giỏi giang, sắc bén, vượt xa thế hệ chúng tôi như vậy. Những bài viết của em cho thấy một trái tim tràn trề nhiệt huyết với đất nước và sự hiểu biết thấu đáo về những chủ đề em chọn dù còn rất trẻ, nên tôi tin rằng em sẽ có một tương lai rộng mở ở trong nghề báo. Vì thế, năm 2008, tôi hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin em bị bắt, và sau đó gặp nhiều khó khăn trong công việc. Vì sao tôi mới biết là việc em bị bắt giam 10 ngày, bị đối xử rất tàn tệ. Quả ra là vì một cái lý do rất ngớ ngẩn, đó là em cùng nhiều người nữa, trong đó có cả nhà văn Trang Hạ, đứng ra tổ chức in và quảng bá áo t-shirt in hình Hoàng Sa, Trường Sa. Năm đó là năm tổ chức Olympic Bắc Kinh, cả thế giới sôi sục vì những hành vi láo xược của đoàn cổ động viên Trung Quốc, như đánh những người biểu tình phản đối ở nước ngoài, đến mức đoàn rước đuốc của Trung Quốc
ở nhiều nước phải hủy bỏ hoặc chui qua nhà kho để tránh bị phản đối. Còn người Việt Nam thì sôi sục với việc mọi vận động viên của Trung Quốc đều mặc áo có in hình bản đồ Trung Quốc, có cả Hoàng Sa, Trường Sa. Nhà nước Việt Nam lúc ấy đã có hành xử rất khó hiểu khi một mặt thì phản đối Trung Quốc đòi chủ quyền với những hòn đảo này, mặt khác lại đàn áp những người Việt có cùng hành động như vậy. Hàng loạt người bị bắt thời gian ấy mà không hiểu lý do là vì sao cả. Thậm chí sau này Trang còn hài hước kể lại là em chỉ mới kịp tham gia thiết kế áo và quảng bá, chưa kịp nhìn thấy cái áo ra sao. Nói cách khác là áo em chưa mặc một lần thì đã bị bắt, bị quy tội chống đối mà em không kịp hiểu gì. Một người có biết cái vụ việc đã kể cho tôi là công an đã hack vào trang Yahoo Messenger của Trang. Lúc ấy chưa có Facebook hay bất kỳ một trang mạng xã hội nào khác. In ra hàng chục trang, không tìm được bằng chứng kêu gọi bạo động nào, nhưng họ vẫn bắt giam em. Theo tôi hiểu thì họ chỉ sợ hãi những cá nhân có ảnh hưởng, muốn dập tắt những tiếng nói độc lập, e sợ làm mất lòng Trung Quốc, chứ không phải là vì cá nhân đó có vi phạm luật pháp. Nhưng hành vi độc ác một cách không cần thiết đó, dù có thể dẹp yên dư luận trong ngắn hạn, nhưng hậu quả sâu xa hơn là đã biến hàng loạt những người trẻ nhiệt huyết từ chỗ chỉ muốn phản biện xã hội một cách ôn hòa đã trở thành những người đấu tranh quyết liệt. Sau khi em được thả, tôi cố tìm cách tiếp xúc với em đơn thuần là chỉ vì quan tâm những điều không thành công. Bạn bè kể là em không muốn gặp ai cả vì sợ làm liên lụy đến mọi người, do em luôn bị công an theo dõi. Vì thế tôi chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm em, được biết em tham gia vào dự án viết sách vì biết đâu, nên tôi cũng an tâm. Chúng tôi chỉ chính thức gặp lại nhau trong các cuộc tuần hành vì một Hà Nội xanh, ở trong chiến dịch phản đối chính quyền chặt phá cây xanh ở Hà Nội. Đến bây giờ cũng không ai hiểu lý do của quyết định ngu xuẩn đòi chặt một lúc 6.700 cây ở một thành phố đang vô cùng thiếu cây xanh như vậy. Dù phong trào phản đối chặt cây đã rất tích cực, nhưng hàng ngàn cây xanh đã chết hoang chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, đã để lại hậu quả là Hà Nội trở thành một thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất thế giới như ta thấy hiện nay. Mặc dù chúng tôi thuộc những nhóm khác nhau, nhưng đã phối hợp với nhau để cùng tổ chức các cuộc tuần hành. Tôi đã chứng kiến thấy sự nhiệt tình, dấn thân của Trang trong phong trào. Em luôn đi đầu trong các cuộc phản đối, nên luôn gặp nhiều rủi ro hơn. Thậm chí khi chính quyền bắt bớ, đáng ra em có thể thoát được, nhưng nhìn những cô bé mặc áo dài lần đầu đi tuần hành bị kéo lên xe bus, em đã lao theo để cùng bị bắt, đặng còn che chở cho các em. Kết quả là Trang bị đánh đến xuất huyết vùng bụng và bị thương nặng ở đầu gối. Thương tích đó đã theo em mãi đến sau này, làm em không thể tự do di chuyển. Mặc dù thương tích luôn đau đớn, lại bị săn đuổi đến mức em không thể ở yên một chỗ, nhưng Trang vẫn không ngừng hoạt động. Mọi báo cáo về nhân quyền, về sau dân sự ở Việt Nam đều có tên em. Cá nhân tôi dù khâm phục nhưng luôn lo lắng cho em. Tôi mong sao em có thể tìm một cái cách đấu tranh ôn hòa hơn, có được một cuộc sống ổn định để còn chữa bệnh, và có một cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Vì thế tôi rất mừng khi biết em có học bổng để đi học ở Mỹ. Tôi khuyên em là nên học thạc sĩ để có thêm kiến thức cho công việc của mình. Nếu được thì nên ở lại nước ngoài, ít ra cho đến khi khỏe hẳn. Nhưng sau một năm nghiên cứu, em vẫn quay lại Việt Nam. Vì em nói là em không thể sống xa Việt Nam, chỉ có ở đây em mới có thể làm được những việc mình mong muốn. Và đúng như vậy, những cuốn sách, bài báo của Trang đã chứng tỏ là em không bao giờ rời xa lý tưởng của mình. Tôi không biết Trang ở đâu, cũng không cố tìm hiểu, là vì tôi biết điều ấy không giúp gì được cho Trang, thậm chí có thể đem lại nguy hiểm cho em. Tôi không hiểu gì về công việc của em. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trò chuyện về những người bạn chung, và tôi thấy dù bản thân gặp nhiều khó khăn, Trang vẫn luôn quan tâm nhiệt quyết với mọi người. Tôi luôn nghĩ nếu chính quyền biết lắng nghe, biết trao đổi, chứ không thô bạo bắt giam đàn áp những người nhiệt quyết như Trang, thì rất có thể đến giờ em vẫn là một nhà báo quả cảm bằng các bài viết và hành động của mình, góp phần xây dựng xã hội này tốt đẹp hơn, chứ không phải đứng ở phía đối đầu, làm cả hai bên
được thiệt thòi như bây giờ. Người viết: Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, thưa quý vị.